À, tép ngon quá vậy. Tép ngon mời mọi người vô mua đi sẽ cho em bán đắt chút anh. Mời cả nhà ghé ăn tép nha, cả nhà có cá luôn. Cá. Hello, xin chào cả nhà đến với kênh Sẽ Vlog. Bây giờ xin mời cô chú anh chị em mình coi mình review chợ với mấy anh chị bán nha cả nhà. Cái bờ kè đang sửa tóc tông, làm tóc tông rồi cả nhà ơi. Bây giờ xin mời cô chú anh chị em mình vào xem nè, có thấy luôn hả? Đó, thấy không? Thấy mấy anh đang quét luôn đó. Xin mời cô chú anh chị em mình vào xem với mình nha. Bữa nay mình review bờ kè với review mấy chị bán nè cả nhà ơi. Bây giờ xin mời cả nhà mình vào xem nha. Hello, xin chào cả nhà. Bữa nay mình review bờ kè cho bà con mình xem nha cả nhà. Đây bờ kè bây giờ đẹp lắm cả nhà ơi. Đây cô chú anh chị có thấy không, bây giờ chỉnh sửa rồi đẹp lắm cả nhà. Đó, mấy anh đang chỉnh sửa cho hoàn thiện á cả nhà ơi. Rồi có một người anh đó đang đẩy xe nè cả nhà. Sao em ơi cho xin hỏi muốn gùi chưa? Chưa đâu, tháng nữa. Tháng nữa? Trời, thấy muốn gùi mà. Chưa cho bán đâu. Không, nhưng mà gùi chưa kìa. Chưa. Này cũng sắp sửa rồi nhưng mà người ta chưa nghiệm thu á cả nhà. Chừng nào nghiệm thu rồi mới lên bán được. Bây giờ chủ yếu là quay cho bà con mình xem. Đây là đường, ở đây là ra chỗ ngã ba nha cả nhà. Ngã ba là một bên đó, thì bên tay trái về Phú Lộc, còn bên tay mặt về ngã năm. Còn đây thì chợ Thành Tân nè cả nhà. Rồi đây là quẹo vô, đó là xe đang chạy, đó là vô Lâm Tân á cả nhà. Vô đường Lâm Tân nhưng mà xả chỗ xe đó chẳng cả nhà. Bây giờ xin cô chú anh chị em mình vào xem, mình quay sơ ngang nha. Và cũng quay mấy chị bán chút đỉnh luôn cả nhà. Đây mấy cô mấy chị bán ngoài chợ nhóc hết trơn nè cả nhà. Đây, bây giờ chưa có được lên bán cả nhà, bán ở dưới bờ lề. Tại vì mấy ổng chưa có cho. Ủa bữa nay đâu vậy bạn? Hả? À, về bây giờ hai ông bà đi mua vậy? Hả? Hai ông bà đi mua gì? Thì đóng tiền ngân hàng, trả tiền ngân hàng. Trả tiền ngân hàng hả? Nợ quá ơi, ngân hàng đòi hoài. Thành bữa nay bán số gì, trúng không? Trúng. Trúng hả? Dễ trúng không à. Đây, bây giờ xin mời cô chú chị em mình vào xem để mình quay mấy chị bán nha cả nhà. Bữa nay có ếch đồng nữa nè cả nhà. Có chuột luôn cả nhà. Rồi chế bữa nay đi chợ mua gì chế? Mình đi chợ mua vài ký vàng, mua thiếu. Vậy hả? Dạ, anh có mua em cho. Rồi. Dạ. Rồi vậy là gửi mua 1 ký vàng nha. 2 ký luôn đi, chẳng chẳng 2 ký, anh có 2 ký thành 5 ký. Rồi cả nhà. Trời ơi, cái chê gì nhỏ quá vậy? Thì sợ mua mấy ký? Nướng gói rau mình nhậu. Nhậu không? Cái này có 3-4 ký. Chắc không? Giờ nhậu không? Nhậu không? Bây giờ chút nữa cả nhà mình nhậu nha. Rồi. Ok, để quay qua cái đi. Đây chuột đây cả nhà ơi. Trời bữa nay bán cá rồi khỏe rồi phải không hả thím? Thím giáo. Ngồi chỗ cam rồi cả nhà ơi. Rồi chỗ cam. Bán bữa nay bán hết sớm quá mà. Còn ba cá lóc nhất, ba cá lóc nhất mà em mua nè. Đây, cá nhóc hết trơn luôn cả nhà ơi, cá đồng không à. Còn em Út tôi kìa, trời đội nón kìa, thấy thương luôn cả nhà. Rồi chị tôi bán muốn hết rồi, sao không về đi ngồi chi vậy? Còn gì vậy? Còn chuối đó hả? Bữa nay cũng đông khách lắm cả nhà.
Thì bữa nay bỏ nước đá hả? Ai có thấy ảnh là dùng mua nước đá dùng ủng hộ nghe cả nhà. Đây gào của cái này cái gì? Đậu gồng. Đậu gồng. Ô, hủ qua tay có đầy đủ hết trơn cả nhà. Liên bữa nay bán muốn hết chưa? Trời trời, bữa nay hổng gài không có quay thịt heo, bữa nay quay thịt heo cho bà con mình xem nè cả nhà. Đây nè, cô chủ đẹp gái lắm, ai có thấy ghé ủng hộ nha. Đây cả nhà. Tại chợ Thành Tân luôn nha cả nhà. Rồi xin cảm ơn nhiều nha. Ồ, trời, có một bạn tôi ở dưới kia có con móc đó, móc gì vậy? Để review bạn tôi mà bán nước đá chút kìa. Rồi bán nước đá ngày được mấy chục cây? Ngày có mười mấy cây anh ơi. Mười mấy có cây hả? À? Đây nước đá. Không có anh xài được, chẳng có cố à. Chẳng anh xài á, chỗ. Đây, trời trời, có ổng chạy cái đào thiệt mà lớn luôn nè cả nhà. Cái này cỡ 2 tấn không? 2 tấn không anh chị? 4 tấn mấy lận hả? Dạ, thấy nhỏ vậy mà dữ thiệt ta. Đây sẵn dịp review bờ kè cho bà con mình xem luôn nha cả nhà. Đây từ đây tới thuốc ngoài chỗ mà trạm y tế luôn cả nhà ơi, trạm y tế xã Thành Tân á, từ đầu cầu á nha. Bây giờ review nhẹ nhẹ cho bà con mình xem chợ Thành Tân nè cả nhà ơi, bây giờ thấy cũng đẹp đẹp quá. Này chiều chiều mà ra uống cúng luôn cả nhà. Đây cái này tổng quan của chợ Thành Tân nè cả nhà. Cô chú anh chị em nào có xem cho xin một like, một chia sẻ, một đăng ký nha cả nhà. Mấy đằng quét cho sạch sẽ rồi đặng giao á cả nhà. Đặng cho người ta nhiệm thu là bàn giao luôn phải không? Đúng rồi, bữa nay review mà bờ kè mình sẵn dịp quay mấy anh luôn ha, quay kệ để mình người làng người ta. Trời, thấy không cả nhà, muốn muốn giao là phải quét gì đó cả nhà, quét sạch sẽ. Đây thấy cũng vui vui đông đông, thấy đẹp quá cả nhà. Rồi bây giờ tiếp tục mình vô chỗ mấy chị. Đây có em tôi đang quét nè cả nhà. Chào cả nhà nha. Ông mấy anh này cũng cũng vui vẻ lắm cả nhà. Ngặt cái là mấy ảnh chưa có vợ bé cả nhà ơi, chỉ có vợ nhất không à. Nói vui thôi cả nhà ơi. Nói chung là một vợ một chồng tắt biển đông cũng cạn. Phải không nha? Đó, thấy không, mấy ảnh là quét đặng giao cho anh ta nhiệm thu á cả nhà ơi. Thôi để vô quay mấy chị bán chút rồi Ê, bữa nay vô quay cô một bữa rồi chứ quay em gái luôn ha. Đây đó, hai mẹ con ngồi bán rau cải trái cây gì đầy đủ hết trơn cả nhà ơi. Cô chú anh chị em nào có đi ngang ghé ủng hộ nha. Ở đây là tại chợ Thành Tân á cả nhà. Đó, đầy đủ hết trơn. Đó, bé đó là cũng idol của TikTok nữa đó cả nhà. Cô bữa nay bán được không cô? Đỡ hả? Dạ. Thôi vậy con hỏi thăm chút gì con đi ha. Để quay mấy người khác nữa. Để quay cô Thủy nè. Cô Thủy sao bữa nay bán được không cô Thủy? Bán đắt. Bán đắt hả? Vì bán nhiều đồ quá mà không đắt sao được. Đó. Ở đây là chợ Thành Tân, ai có chạy xe ngang ghé ủng hộ đừng có bỏ qua nghe cả nhà. Bỏ qua là ở nhà không có gì ăn cơm á. Đây dệt đồ nè cả nhà ơi, để quay bà con mình cho bà con mình xem nha. Luôn luôn lúc nào cũng thấy lặt năng hết trơn á cả nhà.
Lộc Năng giỏi lắm, ở chợ Thanh Tân này là thơ Lộc Năng là số 1 luôn á cả nhà. Này Lộc Năng còn gì nữa đó cả nhà. Ôi bán vé số hả? Muốn hết chưa? Còn nhóc hả? À, ảnh tới ở Phú Lộc mà gắn đẩy lại tới đây nè cả nhà. Rồi cái gô bự quá ta. Cái chê cũng bự nữa nè cả nhà. Rồi tép cũng bự. Cái này xú. Có người bán nhỏ à? À, cái đó mình chưa biết. Đây, đây thấy bà chủ vui vẻ không cả nhà? Thấy sống không? Ôi, mua cái gì? Tép to đi, 200 gram đi, 32. Nhưng bữa nay đi mua gì cưng? 20 hả? Thôi rồi, nói xàm xàm bao nhiêu đây thôi cả nhà ơi, bây giờ cũng xin tạm dừng tại đây nha cả nhà. Hẹn gặp lại clip sau nha. Coi kìa mấy anh đang quét chợ đó thấy không cả nhà, quét cái mà bờ kè. Rồi cũng xin tạm biệt tại đây nha cả nhà, hẹn gặp lại clip sau. Bye bye.